Xin chào tất cả các bác và xin chào tất cả các ông như các chú và đặc biệt là các bạn đang quan tâm đến xe lăn điện tại trên Mạnh Phát nhé. Hôm nay Mạnh Phát không phải là quay xe mới mà đang có một em xe lăn hàng của Mỹ, hàng nhập khẩu Mỹ nguyên chiếc. Xe này là xe đã qua sử dụng, tuy nhiên là còn rất là mới và con này được đóng pin cũng gần như là pin mới luôn. Con này thì nó rất là xịn, nói chung là nó hơn tất cả những xe mà mình đang bán. Đây là mình nói thật, bởi vì con này mua mới nó khoảng tầm 38 đến 40 triệu cơ. Nó rất là xịn, thì nó sẽ hơn những xe mà Mạnh Phát bán là điều đương nhiên rồi. Đây, đấy, con này là một dòng xe lăn thông minh. Xe này thì có chuyển được, chỉnh lắp được cả bên trái bên phải nha mọi người nhá. Lắp được cả bên trái bên phải. Rơi cả mic nha. Ok. Con này đi rất là ngon, bánh thì nó sẽ là bánh to. Lốp trước là lốp không xăm, lốp sau là lốp có xăm nha mọi người nhá. Lốp vẫn còn rất là mới. Con này là hàng nhập khẩu của Mỹ, còn không liên quan gì đến bất kỳ một chi tiết nào liên quan đến Trung Quốc. Đấy, mình cũng phải nói rành mạch và rõ ràng cho mọi người biết. Đây, mình phát sẽ thử đây. Đấy. Con này thì ghế của nó sẽ chỉnh được như là ghế của ô tô nhá. Ví dụ như này, đấy mọi người, ngả ra được như này này. Đấy, mọi người chỉnh lên này. Đấy, chỉnh lên này. Đấy, chỉnh lên này. Tức là nó sẽ từng nấc như ghế của ô tô luôn mọi người ạ. Tức là mọi người muốn ở nấc nào đây, nhưng nấc này thì đứng hơn này. Đấy, có cả tựa đầu này. Da ghế này thì rất là xịn, da ghế con này thì nó ghế, chất lượng ghế con này nó sẽ tương đương với ghế của một chiếc ô tô SUV hoặc là một chiếc Honda. Đấy. Hơn ghế ấy rất là nhiều. Hơn nó là dạng mút da mà mút rất là êm. Đấy. Có bánh chống đổ đằng sau nha mọi người nhá, có bánh chống đổ đằng sau. Con này thì nó là hàng siêu cao cấp rồi. Con này đã được đóng pin, nó là pin gần như là pin mới tinh nha mọi người nhá. Con này sẽ chạy được cỡ khoảng 25-30, thậm chí có thể là 35 cây một lần sạc. Mình thì mình chưa test con này hết điện bao giờ. Nhưng mà đi 20 cây rồi nhưng mà chưa thấm ở đâu cả. 20 cây rồi chưa thấm ở đâu, chưa hết nửa pin. Thì mình cứ chắc cú là bảo các bác cũng như các chú là đi được 25-30 cây. Còn các chú yên tâm là Mạnh Phát đã nói là chuẩn, không như đơn vị khác đâu. Nói toàn 100 cây mới mấy chục cây nhưng toàn nó phét. Nhà mình thì không bao giờ, mình phải nghiên cứu và đi thử test kiểm tra là đúng như thế Mạnh Phát mới nói nha mọi người nhá. Đây, con này về cơ bản cái chức năng lái của nó thì những giống như chiếc xe thông thường nha mọi người nhá. Đây, cái này nhấc ra được này. Hai bên này thì đều có thể nhấc ra nha mọi người nhá, đều có thể nhấc ra. Nhấc vào rất là tiện, không giống như những chiếc xe lăn bình thường, nhấc ra chuyển từ giường sang xe. Ai mà mua được con này đi thì rất là tuyệt vời. Bởi vì cái giá con này bây giờ Mạnh Phát bán cho mọi người rất là rẻ. Như nào nhỉ? Xe lăn rẻ nhất của Mạnh Phát là 10 triệu rưỡi. Xe lăn trung bình là 15 triệu đến 15 triệu rưỡi. Còn xe lăn cao cấp 18 triệu rưỡi, 21 triệu rưỡi. Con này Mạnh Phát bán cho mọi người với giá là 12 triệu rưỡi. Rất hợp lý đúng không ạ? 12 triệu rưỡi. Mạnh Phát có thể là hỗ trợ mọi người ship hàng toàn quốc nhé. Giá này rất là hợp lý. Ai mà mua được con này thì gần như là không có điểm chê. Đây, con này thì do nó là xe cũ và có vận chuyển thì nó có bị sứt một tí ở đây thôi. Đây, chúng ta sẽ quay cho mọi người xem này. Đấy, cho các bác nhé, dùn đây. Nó sứt một tí đây, cái này thì không tránh khỏi rồi, nó là xe cũ mà. Đây, con này có cả đai an toàn cho người ngồi ở trên xe. Xe cũ này Mạnh Phát ít khi làm lắm, phải xe nào rõ nguồn gốc cơ mình mới dám làm. Thì Mạnh Phát kiêng, không bao giờ bán xe của người đã mất nhé mọi người nhé. Đây, có đai này. Đấy. Con này thì nó sẽ có khóa từ và chúng ta muốn tắt khóa từ thì Mạnh Phát sẽ hướng dẫn mọi người này. Đây, anh chúng ta sẽ quay này. Cái bảng điều khiển thì nó sẽ giống như chiếc xe lăn thông thường, chúng ta ấn nút nguồn này, bật lên thì nó sẽ có những vạch báo pin. Đấy, vạch báo pin đầy đủ. Bên dưới là tốc độ nhá. Tốc độ thì chúng ta ấn ở đây. Đấy. Đây là còi. Đấy. Còn đây là cần gạt 360 độ, gạt thẳng đi thẳng, gạt lùi đi lùi, gạt sang trái, gạt sang phải thì nó sẽ rẽ nhé. Nói chung là rất là đơn giản. Nhưng con này nó có một cái khác là chúng ta có cái khóa từ ở đằng sau. Đây, anh chúng ta sẽ quay cho mọi người này. Đây, bánh chống đổ của xe ở đây. Đây, cái khóa từ nằm ở đây. Hơi vất, anh chúng ta sẽ quay để nằm xuống đây. Chúng ta sẽ gạt ở đây nhé. Đấy. Gạt hai bên. Đấy. Đây, bên này gạt. Đây, gạt sang này thì sẽ đẩy được này. Đẩy rất là nhẹ. Còn nếu mà gạt vào thì mới đi được nhé. Mọi người phải gạt vào mới đi được. Đấy, gạt vào mới đi được nhé. Đấy. Đây, mình sẽ bán cho mọi người với giá là 12.500.000, ưu tiên cho các bác nào ở gần. Nhưng mà đồ này rất là bền, mình dùng mấy năm nữa. Con này Mạnh Phát cam kết với mọi người luôn là mọi người dùng chắc là 3 năm nữa không phải thay cái gì, ít nhất là 3 năm. Đây, sạc của nó đây. Sạc của nó cũng rất là xịn sò. Đây, sạc của nó đây. Mọi người nhá, sạc đây. Đấy. Đây, chúng ta sẽ cắm sạc ở đây nhá, anh cứ thật sẽ quay mọi người xem.
Nói chung sạc của nó cũng xịn. Cái rắc này của nó bằng sắt, bằng nhôm, nhôm bằng sắt. Đây mọi người cầm vào đây. Đây nhá mọi người nhìn nhá, cắm rắc vào đây. Đấy. Đấy, cắm vào đây. Xong rồi cái này cắm ổ điện nhá. Ok. Đấy. Các bác, các chú mà có nhu cầu mua cái mẫu xe này thì có thể alo cho cháu nhé. Số điện thoại của cháu là 085 993 1111. Cháu nhắc lại này, 085 993 1111 nhé. Đấy, mọi người mua xe thì phải đặt cọc trước 2 triệu. Thì bên cháu có thể là hỗ trợ gửi xe này cho các chú, các bác nhé mọi người nhé. Ưu tiên cho mọi người ở gần thôi. Mọi người mua sẽ tiện hơn. Đấy, con này đi rất là thích, để cháu sẽ đi lại một lần nữa để trải nghiệm cho mọi người này. Đấy, số điện thoại của cháu là 085 993 1111 nhé mọi người nhé. Đây phải rút sạc ra, không là báo lỗi, không đi được, đang cắm sạc. Đây ok. Đây, cháu sẽ đi thử này, lên dốc cho mọi người xem nhá. Đây mọi người nhìn này, đều có cái dốc này. Xe lăn thì nó đi tốc độ rất là bình thường, thì là điều đương nhiên. Rồi. Lên dốc rất là bình thường. Đấy máy đấy nhá, mọi người nhìn nhá. Không đổ nhá. Không đổ được nhá, giật cả mình không đổ được. Đây sẽ đi xuống này. Quanh chống đổ à. Các bác nhìn này này. Cả xe đây nhưng nó đổ đâu. Này, mọi người thấy chưa? Quanh chống đổ. Và không lật được nhá. Đấy. Yên tâm chưa ạ? Ví dụ lên dốc này là cao đấy. Có bánh chống đổ này nó lợi như thế đấy mọi người nhìn nhá. Đấy ok, xuống xe bình thường này. Đấy, bởi vì tại sao mà nó bị như thế? Bởi vì là mạnh phát để cái ghế này nó ngả. Còn nếu mạnh phát để ghế đứng lên như này chẳng hạn thì không bao giờ nó lật. Đây mạnh phát đi lại mọi người xem. Mình để ghế ngả, mình ngả ra sau nó chả thế. Ví dụ như này, cái đi này sao lật được. Đúng không ạ? Đi này sao lật được. À, à. Mình để ghế nó ngả, dốc này nó là gốc cao. Nhưng mà yên tâm, xe được thiết kế để không thể đổ được rồi. Nên mọi người lên dốc yên tâm nhá. Đấy. Và các bác alo cháu số điện thoại là 085 993 1111 nhá. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại.